Vậy cái này chỉ cần xào qua đi mà không cần chín quá mà. Đúng rồi, cái này xào vừa. Xào vừa ấy, cái ngọt nữa. Chín mà đều. Chín cái này nhiều cái miếng chín sống nó hư nó núi vậy. Đúng rồi. Cho thêm lúc nữa cho nó đều hết. Đâu đâu rồi. Bà làm hàng tươi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.